khoản tiền nhá. Thì để em xin Tôn Anh Tuấn làm đại sứ huynh. Rượu với tao là nước lạ nhé. Tao chúc cả làng nhé. Đấy vậy, anh uống cho cả làng biết tay đi. Kiếm thêm một chai, kiếm thêm một anh nhá. Tao là chục chai nữa tao cũng tiếp nha. Nhưng thôi, để chốc nữa sư phụ còn phải vào chiếu làm vài chầu tổ tôm, làm chai biết bánh tổ tôm. Được. Uống trà mạ thảo xem. Xem. Xem gì? Mồm thúy kiều. Đến cho mượn cái trà tí nhá. Mượn mõ gì, lính tráng có suất nhá. Đại ca Tuân, đại ca gì nó, nó chỉ là thằng uống rượu hôi thôi. Còn về cái khoản tổ tôm sóc đĩa, cứ gọi là chầu gì à? Này, cái thằng không biết đẻ con trai kia, mày vừa mới mở mồm nói cái gì thế hả? Nói gì? Tôi bảo ông chỉ là thằng uống rượu hôi thôi, còn tổ tôm thì chỉ đáng chầu gì à? Tổ sư mày dám động đến ông Bành Tổ, mày là cái thá gì hả? Cái thằng đẻ một lúc 6 con bươm bướm kìa. Này, câm mẹ cái mồm đi. Thằng chó, mày dám bảo ai câm mồm hả? Đến bố đẻ mày gặp ông còn phải tránh ra nhường đường, mày lại không biết ông mày là ai hả? Này, giờ cái giọng Chí Phèo ra là không xong với bọn này nhá. À, mày gọi ai là Chí Phèo? Đéo dạy cho mày. Anh Kiên, anh Kiên ơi. Chuyện gì thế Hương? Người ta đánh nhau ạ. Đánh nhau à? Vâng. Gọi thằng Kiên á. Ấy đừng, không đời nào. Có chuyện gì? Ai đánh nhau? Ở đâu? Anh Kiên đánh nhau ạ. Đám cưới nhà ông Trinh ấy. Đấy, nhắn bảo như thần bảo mà, khổ quá. Anh Kiên ơi, đừng đi con ơi. Đừng đi, đừng có dây vào, nguy hiểm lắm. Buông ra cái cô này, đây là nhiệm vụ của tôi. Mày nhớ đấy, tao sẽ gọi em cho ra. Nhớ. Đứng lại, cấm kênh không được gây rối trật tự. Chính đó. Anh kia này, cứu em ơi. Này, đúng. Đây là biên bản. Hai anh ký vào đây. Đến lượt anh. Anh Lê Trương Tuần, chúng tôi có đầy đủ nhân chứng xác nhận hành vi phạm tội của anh. Anh có ký không? Trước mắt, các anh phải chịu hình phạt lao động công ích 3 ngày. Và mỗi người phải nộp phạt vi cảnh 150.000. Thưa ông, tôi đã biết khuyết điểm. Từ nay tôi không dám uống rượu nữa, để đến nỗi không làm chủ được mình. Riêng anh Tuần có trách nhiệm bồi hoàn mọi chi phí thuốc men cho đồng chí Kiên. Đồng thời chúng tôi sẽ hoàn tất mọi thủ tục hồ sơ để gửi sang Viện Kiểm sát để truy tố anh về tội hành hung gây thương tích đối với người thi hành công vụ. Thưa ông, tôi xin chịu tội. Nhưng mẹ tôi sẽ sống ra sao khi tôi bị đi tù? Thế tại sao trước khi phạm tội anh không nghĩ đến điều này?
đồng chí trưởng thôn, đồng chí vừa là nạn nhân, lại vừa là đại diện chính quyền địa phương cùng chúng tôi giải quyết vụ này. Xin đồng chí cho ý kiến. Dạ, thưa đồng chí đại diện công an huyện, về mặt luật pháp thì tôi cũng không được biết lắm. Nhưng về phương diện tình cảm thì đều là bà con làng xóm cả. Tôi xin đồng chí nới bớt tay cho. Như vậy, có nghĩa là tôi xem nhẹ tội ác, coi thường sự nghiêm minh của pháp luật. Xin đồng chí xem xét lại cho, hai người này dù sao cũng là lần đầu tiên mắc khuyết điểm. Mà cũng chỉ vì uống rượu quá chén nên không làm chủ được bản thân. Ngoài ra, một phần cũng là lỗi tại tôi. Giá như tôi kiên quyết ngay từ đầu với người chủ đám cưới, thì mọi việc sẽ không đến mức như thế này. Nếu được, tôi xin bảo lãnh cho hai người này. Đồng chí suy nghĩ kỹ chưa? Nếu đồng chí trưởng thôn chịu trách nhiệm toàn bộ, thì viết giấy bảo lãnh đi. Vâng, tôi xin sẵn sàng. Thực tình, không giấu gì đồng chí, ngoài chức vụ trưởng thôn ra, tôi còn là cháu của ông Tuần. Gia đình của ông trẻ tôi, một mẹ một con, điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn. Đã thế, cụ Cam tôi lại mang bệnh quanh năm, nhiều khi không có đủ tiền để mua thuốc. Còn anh Mộc đây, một nách sáu con, lo chạy ăn từng bữa. Nếu bây giờ bị chịu phạt vi cảnh 150.000 đồng, tức là gần 2 tạ thóc, thì tôi e rằng chính cụ Cam và các cháu bé là những người chịu khổ đầu tiên. Mong đồng chí xem xét chiếu cố cho. Như ông trưởng thôn vừa trình bày, có tình, có lý. Các anh nghe rõ cả rồi chứ? Thôi được, lần này tôi cho qua. Nhưng lần sau, nếu như còn tái phạm dưới bất kỳ hình thức nào thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Rõ chưa? Riêng anh Kiên ở lại viết bảo lãnh. Còn các anh, có thể về. Dạ, xin cảm ơn ạ. Chào đồng chí, tôi về ạ. Chào anh Kiên. Chào đồng chí ạ. Cảm ơn cậu. Ơn với huệ gì. Không ngờ ông thầy dạy võ thời bộ đội của tớ lại bị một thằng say rượu choảng cho. Bố ai mà ngờ được. Tưởng họ hàng, ông ta không dám. Và lại văn nôn võ luyện, từ ngày về quê làm ăn sinh sống, có tập tành quái gì đâu. Bây giờ có chức có quyền, cậu lại càng không có thời gian mà tập. Xem ra cậu không thể hợp được với cái chức trưởng thôn đâu. Cậu lành quá. Cũng có thể, vì toàn bà con thân quen cả, giữ thế nào được. Nhưng lành mà không ngố.